Rất vui gặp lại chúng ta. Nào, chúng ta vỗ tay thật lớn lên nào quý vị. Chúng ta đang đến với vòng thi tháng của chương trình Gia đình Tài tử. Ngày hôm nay sẽ có sự góp mặt của cả ba gia đình chiến thắng ở cuộc thi tuần. Trước khi gặp gỡ ba đội ngày hôm nay, Quỳnh Linh xin giới thiệu thành phần ban giám khảo: nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh, nhạc sĩ ca sĩ Vũ Quốc Việt. Và bây giờ sẽ là ba đội chơi. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Chào chị. Hôm nay là chuẩn bị để đón sứ giả tới để là cho chương trình mùng tháng. Yeah. Rồi cũng sẵn dịp là hôm nay sinh nhật của chị. Oh, happy birthday chị. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chuyến này thì ca khúc rất là quen thuộc, nói về tình yêu gia đình ấm cúng. Top leo lý tưởng của em và của anh. Đâu đâu nào em ơi, top leo lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta ngắm nhìn một bầy heo xinh nữa đó. Và đó là ca khúc top leo lý tưởng. 2, 3. Hôm nay chúng ta có một không khí vui vẻ thế nào, bạn có thể diễn tả không khí trong cả cái gia đình chúng ta không? Dạ, gia đình của em đến đây là với tiêu chí là lúc nào quay chơi hết mình rất là vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh mà mái tóc cũng không thay đổi. Xin chào các bạn có mái tóc độc lạ đẹp. Để tóc này hoài ha, thấy tôi khen để hoài ha. Dạ không, có thay đổi tí xíu anh, lúc trước cột thấp hơn, bây giờ cột cao lên rồi. Hy vọng rằng những thay đổi đó nó sẽ có một điều mới lạ, tinh khôi trong tác phẩm ngày hôm nay của gia đình. Chúc mừng ở nhà đã thắng được vòng thi tuần. Bây giờ sẽ giao thử thách vòng thi tháng. Giờ thử thách vừa rồi thì cảm giác của gia đình như thế nào? Nói chung là thi tuần thì cảm giác gia đình rất là phấn khởi. Cầm súng lòng dắt đầy trên lưng, mùa xuân người ra đồng lộc trái dài nương lúa. Ở vòng thi tháng này sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Ca khúc này có số, có đường. Ồ, rồi khó lắm hồ. Tựa bài, rồi xong, cả nhà hoang mang. Đoán không ra. Bài gì? Những chữ như sau: từ một ngã tư. Từ một ngã tư đường phố. Dạ đây, đó là thử thách quạt. Từ một ngã tư đường phố. Bác có biết này không? Bác không biết nhưng mà bác nghe hoài. Đúng rồi, những đường phố này. Bây giờ xin phép cảm ơn cả nhà. Cảm ơn. Xin được chào đón cả gia đình chú Mẫn. Ngày hôm nay được đến với cuộc thi tháng này, gặp rất nhiều đối thủ mạnh. Chú có cảm nghĩ như thế nào ạ? Nói chung là đối thủ thì từ xưa đến nay thì cũng có nhiều đối thủ lắm. Nhưng mà cái đối thủ ngày hôm nay thì đúng là quả là hồi hộp. Cái thắng thế là đầu thì xuôi thì đuôi lọt. Nhưng mà bây giờ không biết đuôi làm sao đây, bởi vì đấu với ba là có lọt được hay không. Cho nên là cũng rất là hồi hộp. Xin hỏi bạn thi đợt thi tuần á, tôi nhớ rằng đạo diễn Đức Thịnh có nói rằng bạn làm dòng sông mà sông không có nổi lên. Bạn nữ á, lần này thì bạn có làm nổi sóng được hay không? Dạ lần này là sóng bão luôn, dập đùng đùng luôn. Chắc chắn như vậy không? Dập đùng đùng luôn. Em muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè như nắng dưới bóng dừa là lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng hoài. Chào cả nhà. Hey. Bây giờ hỏi chú đi, cảm xúc của chú như thế nào? Cảm xúc lần đầu tiên thấy phấn khởi, vui vẻ cả nhà. Được lên truyền hình quay phim quá hay rồi. Rồi bây giờ thì dòng hai đợt này là sẽ là một bài hát, chị đọc giùm em đi. Chiếc gậy Trường Sơn. Chiếc gậy Trường Sơn, nhà cách mạng. Sao không thuộc với anh rồi? Gia đình ông Tám, bây giờ phải tập mình thôi. Nhưng mà có ai thuộc câu nào trong bài hát Chiếc gậy Trường Sơn không? Phải rồi. Thanh niên quê ta một chiếc gậy Trường Sơn. Đúng rồi, ta thành. Rồi, cũng được, hát ba đúng. Không biết rồi, miễn sao mình thuộc. Đúng được 4 chữ là hay rồi, sau đó mình học tiếp. 2, 3, yeah! Xin chào cả nhà.
Lần trước chú Quỳ Linh có nhắc nhở đi biển đừng có mang vớ. Bữa nay mấy con đi chân không không hả? Phải không? Lo sợ mang vớ hay sao vậy Tài? Tại mấy cháu để dép ở dưới. À, bữa nay có tắm biển không mấy con? Hôm nay con làm gì? Dạ, con thi gia đình tài tử. Dạ, anh biết thi gia đình tài tử. Nhưng mà thi gia đình tài tử làm gì? Dạ, con nước cho bộ đội. Con làm gì? Cất nước cho bộ đội. Rót nước cho bộ đội. À, hôm nay con thi rót nước đúng không? Nhưng mà chú Linh nhắc con nha, hôm trước thi tuần á, con lo đứng con coi, coi hoài không ra luôn. Mọi người la quá trời, cuối cùng nhảy ra la hát được hai câu hết bài. Rồi, một lần nữa xin chào đón cả ba gia đình đến với chương trình Gia đình Tài tử. Và bây giờ, ba thành viên đại diện sẽ lên nút thăm xem đội nào thi trước, đội nào thi sau. Gia đình chị Tài sẽ là gia đình thi đầu tiên, gia đình chú Mẫn thi thứ hai, gia đình chị Trinh thi thứ ba. Nói chung là mình chuẩn bị trời từ tối hôm qua, tập hợp ở lại hết để sáng nay là mình chuẩn bị đi sớm để mình để có sự chuẩn bị. À, nói chung là mình cũng không có gì để lo lắng nữa. Mình nói chung mình có sự chuẩn bị thì cũng kỹ càng hết rồi. Nhưng quan trọng là mình phải giờ thi đấu hết mình thôi. Chứ giờ cũng không có gì là để nữa. Nói chung là nó vô là cố gắng rồi. Đúng rồi, gọi mạnh mẽ. Em cứ theo nhạc nè. Tưng 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 tưng. Đúng rồi. Em theo nhạc. Em cứ theo nhạc. Rất là cảm ơn cái chương trình đã cho gia đình anh tham gia để dự được cái chương trình này. Thì anh cũng chúc bà xã cùng tất cả anh em trong gia đình là tự tin, cố gắng hết mình. Trong lòng bao truyền thống quê hương, đàn bông quân tù đang vẫy mâu, tuyệt sáng trung kiên bao liệt sĩ còn đây, như nhân nhủ như ai lên đường là lời hứa với bao người thân. Trường Sơn ơi, cho dấu hiểm nguy về tông vương chi, trong bước đi nghe tiếng đồng quê, nghe gió rêu của tre gông lúa, nghe tiếng vẫn dần dò giữ vững truyền thống của đất nước. Trường Sơn ơi, đã lên đường với gậy quê hương. Trường Sơn ơi, cha chứa bao tình cho gậy hòn sông núi vẫn luôn giữ tâm lòng son xứng trẻ đi cứu nước vững vàng hơn. À, phải nói rằng bài hát này gia đình tập mà dường như rất là kỹ, và những cái bè bối cũng như là những cái giọng hát nam chính á, rất là mãnh liệt so với cái cuộc thi tuần á, là phải nói rằng khá là hơn rất là nhiều. Có một cái vấn đề là lưu ý là có một cái chú bộ đội là có cái bộ tóc nó quá bồm sồm và nó rất là thờ thượng. Tôi nghĩ cái này là chắc đánh ở chỗ nào đó đặc biệt lắm, thành bom nó nổ xù lên vậy. Theo cảm nhận của Thanh Hoa thì thấy là mình cũng đã hát hết sức để thể hiện về bài hát này. Bởi vì cái bài hát này chắc chắn là nó nổi tiếng của thời mà tất cả các bạn trẻ ở đây cũng chưa nghe, chưa biết. Cho nên là cái khí thế, cái hào hùng của cái thanh niên thời đó nó khác với bây giờ rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng đã lột tả được cái hăng hái
Nhưng cái hăng hái của thời này thì nó mãnh liệt hơn, nó to, nó hét to được như thế, nhưng mà nó không có cái độ sâu. Ví dụ như là các bạn hát ở cái chỗ là thanh niên quê tôi lắm chiếc gậy hành quân, nó là như thế nhá. Đã cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn, tất cả mọi thứ chứ. Thanh niên quê tôi lắm chiếc gậy Trường Sơn, nó rất là thoải mái quá. Thì trong cái bài hát này, bởi vì không thể trách các bạn, đây chỉ là nói để chúng ta cùng chia sẻ. Tất cả gặp những cái hành khúc như thế này, chúng ta phải luôn luôn hình dung, các bạn trẻ hình dung là hành quân vừa đi vừa hát. Và ngay cả khi gặp cô gái trên đường hành quân ấy, gặp đến người thân, thì anh bộ đội đóng rất tốt, mặc dù là đầu tóc thì nó hơi có tí hiện đại, thì mặt rất là hồ hởi phấn khởi, nhưng mặt cô giáo lạnh, mặt cô gái lạnh te. Tất nhiên con gái thì có chút kiêu sa, thế hai nhưng người đang cãi nhau, hay là đang giận nhau. Như là đang giận người yêu ý. Những cái đấy nó là, các bạn nhớ là khi gia đình chúng ta đã hóa thân thành những nghệ sĩ, thành những người ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn như trên sân khấu để tất cả mọi người xem, thì chúng ta cũng hòa nhập với cái bài hát. Thế còn cái hình ảnh của bà già ra rồi gặp con, cái thứ rất là ok, tốt. Vẫn giống như hồi Thi Tuần á, các bạn đúng là một cái màu sắc của gia đình tài tử. Tức là mình có bao nhiêu mình chơi hết. Nhưng cái bài hát này nó cũng là thuộc loại bài khó hát chứ không phải dễ hát đâu. Để lột tả cái chất hành quân nó ra thì không phải khó kinh nghiệm gì lắm. Nhưng mà rất may là các bạn lột tả nó, tôi nói là dễ nghe và rất là dễ chịu. Chỉ có một cái chi tiết duy nhất là anh cầm cờ á. Lúc mà anh chạy đâu á, thì từ trước giờ tôi thấy chưa có ai cầm cờ mà chạy ve lại hết trơn á. Chỉ có mình anh là tôi thấy cái tư thế chạy cầm cờ lại lắm. Anh chạy một vòng xong anh vô giữa cái anh ve vào vị trí rồi nè. Tại sao anh không chạy luôn hẳn một vòng hẳn hoi, nó ai hùng như thế, nó len vào trong kia đứng cầm cờ. Anh ve lại chứ nó mất khí thế. Chạy một vòng, cái len vô cái ve là... Không, cái lúc đó là bị giặc nó bắn quá thì anh phải ve anh né chứ. Nhưng dù sao cũng một lời khen là các bạn đã vượt lên chính mình. Tôi thấy rõ là các bạn rất là cố gắng trong cái ca khúc này. Và tôi bất ngờ vì cái tiết mục của các bạn. Dạ, cảm ơn bạn Dương Khải. Dân ta đi xây dựng nước non của ta, trong những đàn em đã tân quân đỏ, những bước chân con được đi hát, hầu đọc đàn em sang cả nát từ nay đây. À, gia đình là rất là yêu âm nhạc cho nên là rất là quyết tâm. Đó, từ trang phục quần áo cố gắng rất là khó, tại vì bài này là bài về giao thông. Đó, phải đi mượn quần áo nè, rồi nhiều không phải là quần áo này có thể thuê được, phải đi mượn rất là khó khăn, nhưng mà gia đình quyết tâm là phải làm cho bằng được. Lúc mà cầm cái đầu đề trên ban tổ chức cho là tôi cảm thấy trong người nó lo lắm, mà chưa bao giờ được nghe một cái tiếng hát của cái bài này hết. Đến giờ này hai vợ chồng tối nào cũng cứ phảo nhau, ông thì bảo là bà hát cái khúc trên, còn tôi thì hát cái khúc dưới, hai người nhập với nhau mà vẫn cứ trục trặc. Úi giời ơi, khổ lắm, đến lúc lo đến giờ này vẫn còn lo, không biết được kết quả thế nào thôi chứ. Ngã tư nhỏ bé đã thấy tương lai đang về, trong nước xuân hình ngần đầu cao bước nhanh đi trên hè. Với bàn tay đắm đuối lại ngã tư này đây, ta nghe khúc nhạc trong sáng tiếng pha lồng say. Chào cuộc sống mới như trong ánh dương chan hòa, đồng đường dân ta đi xây dựng nước non của ta. Cho những đàn em đã căng quan đỏ, bước tung tăng bước chim hót hò, màu đỏ cánh em sang cả ngã tư này. Đời buồn nhanh nhanh như vượt trước bao thời gian, đường phố của ta vẫn đang còn hẹp, nhưng bước nhau đi xa xa cũng gần, tiếng pháo đi trong tiếng kèn tiếng quân ngân vang. Cả từ ngày đây trong nắng mưa hay đêm ngày, thân thiết sáng hình người chiến sĩ giữ trật tự an ninh, bảo vệ hạnh phúc trong lâu ngang rồi ta được bình minh. Trái tim ai hòa nhịp cuộc sống mới trên ngã tư thầm kêu. Rất cảm ơn các chiến sĩ, đặc biệt các chiến sĩ công an.
À, quý vị đã biết thì tình hình giao thông của cả nước đang là một vấn nạn và đang là một điều đau đầu nhức nhối các cơ quan chức năng cũng như là người dân. Và ngày hôm nay thấy các chiến sĩ công an đang có mặt sân khấu với những nụ cười tươi rói thế này và rất trân trọng những cái gì mà các chiến sĩ đã đem lại sự bình yên, giao thông thuận tiện cho chúng ta. Xin mời ban giám khảo. À, gia đình nhà mình đã hát bài hát này, một bài hát rất là khó. Bởi vì là cái tiết tấu nó nhanh cho nên nó khó rõ lời. Nhưng mà Thanh Hoa cũng đã kịp nghe được lời của gia đình nhà mình hát. Cái bài hát này nó nghe thì tưởng là nhộn nhịp, nghe thì tưởng là có thể nhảy nhót tưng bừng, nhưng mà nó lại là một bài hát rất gần an ninh trật tự. Cũng rất là ngạc nhiên bởi vì là bài hát này lần đầu tiên là hát đồng ca như thế này. Chỉ thường là đơn ca thì mới rõ lời. Và bài hát này thì Thanh Hoa cũng mới hát thôi. Mới hát từ năm 1976 thôi. 78 là Thanh Hoa hát bài này cùng với chị Thanh Hòa. Cho nên bây giờ được nghe lại. Xin một lần nữa chúc mừng gia đình mình rất nhiều. À, tôi thích nhất cái tiết mục này là ở chỗ là vừa cảnh sát giao thông nè, vừa thanh niên xung phong. Thường thì tất cả người dân á, thì rất là ngại gặp cảnh sát giao thông bởi vì là cũng sợ là bị phạt. Nhưng mà những cái cảnh sát giao thông này chắc tôi đăng ký đi theo quá, dễ thương quá. Và hát thì cũng đều nữa, hát rất là đều. Mà nhất là cái chị giao thông đầu tiên ra giơ tay là dễ bị kẹt xe. Tại vì mình xin và mình cười hoài á, thì người dân người ta sẽ đứng lại, người ta nhìn thôi, người ta không có đi đâu. Nói thật với lại các bạn là khuyên qua tôi mới bây giờ bị công an giao thông thổi. Tức là lúc 12 giờ khuya tôi thấy đường vắng quá, cho nên tôi quẹo vào bùn binh, tôi không có bật nhanh đèn. Tới giờ tôi vẫn buồn bực. Nhưng mà chính vì nhờ các bạn mà tôi cảm thấy rằng đúng là mình sai. Cái ý thức tôn trọng luật giao thông là ý thức phải nó vào máu của mình luôn. Cái đó là góp phần vào cái xây dựng một nền văn minh đô thị. Và chính cái bài hát của các bạn mà tôi thấy tự nhiên cái bực bội tôi nó tan biến đi. Thấy đó là nhiệm vụ của các chiến sĩ công an và họ làm đúng. Và tôi ủng hộ họ. Và chính vì vậy mà tôi có cảm tình với lại cái tiết mục này. Xin chúc mừng gia đình mình. Che theo. Trên lưng ảnh có vẽ một vài cái hình nghĩa là không hợp với chương trình gia đình tự tử cho nên em che lại. Anh đóng vai con nít? Dạ đúng rồi chị. Con nít của vùng nào? Dạ miền Nam. Cái tiết mục Túp Lều Lý Tưởng mà nó tới với những cái giới trẻ thì người ta rất thích vì lý do nó sống động. Nhưng mà nó không có tái tạo được cái tinh thần, cái cuộc sống gia đình của con người ta. Còn riêng gia đình chú khi được cái tiết mục này thì nó rất là hớn hở bởi vì nó đã đúng như cái tâm trạng và cái quá khứ của cô với chú và gia đình. Mà chú rất mừng là hai vợ chồng chú nó vẫn còn như ngày mà hai vợ chồng còn ở trong cái mái nhà tranh. Không chung xin chồng hết xung quanh. Mày vườn hoa cũng hoa mày đào tán chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chi đắng. Dù nghe vụ sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Na Túp Lều lý tưởng của anh và của em. Lúc đầu nào anh ơi. Túp Lều lý tưởng của anh và của em. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tình chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Mình nghèo hai đứa và chỉ mấy nhiên thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một Túp Lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới Túp Lều.
cho Thanh Hoa được hỏi là cái túp lều lý tưởng ấy hiện nay nó đang ở đâu ạ? Khi ban tổ chức cho chúng tôi diễn bài túp lều lý tưởng, thật sự chúng tôi rất là bỡ ngỡ. Tại vì cái lời hát này so với cái lứa tuổi của chúng tôi thì hát nó sôi động thì rất là yếu kém. Nhưng mà có thể nhắc lại chúng tôi hồi tưởng cái thời mới yêu nhau. Vâng, tôi xin nhắc lại là ngày 26 tháng 3 năm 1984, tôi và ông nhà tôi đã gặp nhau vào cái năm đó. Và đến ngày 14 tây tháng 2 năm 1986, chúng tôi kết hôn. Yeah. Nhưng mà hai bên gia đình rất là nghèo, chỉ đến là một rổ chầu cau mà thôi, chứ lúc đó rất là khổ và không có quả để bưng. Và đón dâu chỉ có hai chiếc xe đạp và yeah, toàn bộ là đi bộ không. Yeah. Vâng, để ôn lại như vậy thì chúng tôi đến với cuộc sống vợ chồng. Tuy là một túp lều tranh hai trái tim vàng, nếu mà nghĩ về cái nôm na như giới trẻ bây giờ thì không thể lấy hai trái tim vàng ra để ăn mà sống được. Nhưng hai trái tim vàng đó nói lên là sự thông cảm, sự chia sẻ của vợ chồng. Nếu mình biết tin tưởng nhau, thương yêu nhau thì mình sẽ vượt qua những cái khó khăn trong đời. Còn tiền nong thì không thể mua được hạnh phúc, vì tiền sẽ có ngày sẽ hết thôi. Nhưng mà cái tình yêu thì không bao giờ tàn phai. Nên vợ chồng chúng tôi nghĩ là một túp lều tranh hai trái tim vàng. Và chồng tôi lúc nào cũng nghĩ tôi là người yêu của anh. Và đối với tôi, chồng tôi cũng là lúc nào là người yêu, chứ mình không nghĩ là ông xã. Vì ngày nào chúng tôi cũng là ngày tân hôn. Cảm ơn lời giải thích của chị Chính, vì là Thanh Hoa đọc được cái điều đó trong cái hạnh phúc của anh chị Diện với nhau, nên Thanh Hoa mới hỏi thăm. Dường như là bây giờ cái túp lều lý tưởng này nó càng ngày càng có một cái sức khỏe phi thường, bởi vì là cái bài hát này thì cả nhà nhà ta hát rất to và khỏe. Giá như đây là giá như chúng ta có một cái gì đó nó dịu đi một chút. Ví dụ túp lều lý tưởng của anh và của em thì con gái đâu đâu nào anh ơi thì sẽ yêu là đâu đâu nào anh ơi, đúng không nào? Nhưng nói gì thì nói, đây là một bài hát mà có lẽ là rất hoàn thiện về cái cách dàn dựng, cách diễn. Thanh Hoa nhìn thấy một lũ con nằm như thế, yêu ơi là yêu ý, tại sao anh chị giỏi thế lại có những bao nhiêu con mà đẹp thế này? Vâng, xin cảm ơn chị. Chị kể cái câu chuyện đó lúc nãy tôi cũng phải nói rằng rất là xúc động, ướm nước mắt, tại vì tôi cũng đã từng nếm cái mùi đắng cay đó trong đời sống của mình. Và tôi chỉ chúc cho anh chị và cũng như là gia đình tài tử mình, và nhất là anh, là với chị là trăm năm hạnh phúc nè, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc, và nhất là đêm nào cũng là đêm tân hôn. Tôi xin cảm ơn. Nên anh nhớ giữ gìn sức khỏe, chứ đêm nào cũng là đêm tân hôn nha anh. Đây là một bài hát rất là hay, và nó càng có ý nghĩa giá trị hơn trong cái xã hội bây giờ. Thời đại bây giờ nó làm cho con người ta nghĩ về vật chất nhiều hơn, trong tình yêu cũng vậy. Theo những người mà thực tế thì ta nói cái bài hát này, cái tình yêu này là tình yêu phi thực tế, làm gì có một tình yêu nghèo mà bền dẫn được. Nhưng mà có một điều là cuộc sống chúng ta tạo ra từ những điều thực tế, nhưng cuộc sống ta đẹp từ những điều phi thực tế. Có một điều bí mật tôi muốn bật mí các bạn, là lúc mà tôi lấy vợ, tôi chỉ có một cái vốn là 2 vở kịch và 12 triệu đồng. Và đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Thanh Thúy chấp nhận lấy tôi. Tôi rất là hạnh phúc, và chính vì vậy mà rất yêu quý cái tình yêu đó, yêu quý gia đình mình, yêu quý vợ, yêu quý con. Chính vì vậy cái bài hát này rất có giá trị. Còn có một cái khâu dằn dựng trong các bạn, tôi chỉ có góp ý một chút thôi. Giá như các bạn tự tìm cho mình một cái điểm nhấn đặc biệt ở trong cái dàn hợp ca mình, ví dụ như các bạn chọn ra một cặp thật là đẹp, các bạn solo một chút xíu 2-3 câu thôi, tự nhiên nó có một điểm nhấn vào bài hát mình, nó sẽ tình cảm hơn. Tuy nhiên tôi rất là thích cái tiết mục các bạn, mà tôi nghĩ rằng khán giả cũng thấy hấp dẫn bởi tiết mục này. Xin chúc mừng gia đình mình. Xin cảm ơn các bạn. Nghe anh nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh nói là cái điểm nhấn thì cho phép Việt gợi ý cái điểm nhấn đó luôn. Là lúc mà anh và chị sẽ đóng một cái vai già hơn, và mình giống như dạng lẩm cẩm, nhưng mà tất nhiên là giọng hát của anh chị là rất là tốt rồi. Mình cứ hát là túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu, đâu nào anh ơi. Đó thật là hay, tại sao mình không dựng? Cái đó là điểm nhấn. Và chắc chắn rằng tất cả mọi người khi thấy anh chị hát cái giọng đó sẽ rất là tán thưởng đó nha. Cảm ơn Hoàng Giám Khảo rất là nhiều.
Những tràng pháo tay thay cho những lời cảm ơn của khán giả gửi tặng cho các thành viên các đội đây. Chúng ta đã cố gắng hết sức mình để đem đến những cái điều hết sức thú vị trong từng tiết mục. Đầu tiên sẽ là đội đến từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh, 9. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa, 9. Và Vũ Quốc Việt, 9. Đội đến từ bên phải, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh, 9. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa, 9.5. Và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 9.5. Số điểm dành cho đội đến từ Bình Dương, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh, 9.5. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa, 9.5. Và nhạc sĩ Vũ Quyệt, 9.5. Số điểm khả năng sáng tạo dành cho đội đến từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cả ba giám khảo, 1, 2, 3, 9, 9 và 9.5. Số điểm dành cho đội đến từ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, 2, 3, 9.5, 9.5 và 9.5. Số điểm dành cho đội Bình Dương về khả năng sáng tạo, 1, 2, 3, 10, 10, 10. Tổng số điểm của ba đội, đội gia đình của Di Tài là 54.5, gia đình chú Mẫn là 56.5 và gia đình chị Trinh là 58.5. Xin chúc mừng cả ba đội. Và bây giờ chúng tôi xin mời đạo diễn Đức Thịnh cũng như là nhạc sĩ Quốc Việt sẽ lên trao quà cho hai đội. Chúng tôi xin mời nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa sẽ lên trao chiếc vé vào vòng thi quý cho đội đến từ Bình Dương. Quý vị thân mến, chương trình gia đình tài tử vòng thi tháng đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình của công ty MCV tổ chức. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.